Thưa quý vị, liên quan đến thông tin hai du thuyền trên vịnh Hạ Long tại tỉnh Quảng Ninh ghép vào nhau như trận xích bích tổ chức sự kiện hoành tráng trên bon cho câu lạc bộ CDC miền Bắc mà chúng tôi từng chuyển đến quý vị trong bản tin trước, thì ngày 9 tháng 8 năm 2022, theo thông tin từ Cảng vụ Đường thủy Nội địa Quảng Ninh, cơ quan này đã vào cuộc xác minh và xử lý vụ việc. Đại diện Cảng vụ Đường thủy Nội địa Quảng Ninh thông tin hai du thuyền Âu Cơ bị xử phạt 6 triệu đồng một trường hợp vì hoạt động vận chuyển khách trên vịnh Hạ Long để xảy ra việc gây nguy cơ mất an toàn. Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh hai du thuyền Âu Cơ 1, Âu Cơ 2 thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn du thuyền Bahia Cruise đã ghép lại vào nhau như trận xích bích nhằm tạo mặt bằng rộng trên bon tàu để tổ chức sự kiện. Tại sân thượng của cả hai du thuyền năm sau này được bày biện hàng chục bàn tiệc. Theo tìm hiểu, việc ghép du thuyền như trận xích bích không chỉ mới diễn ra đối với sự kiện của câu lạc bộ CDC miền Bắc. Lâu nay, các đoàn khách lớn, đặc biệt là doanh nghiệp đơn vị, khi có nhu cầu tổ chức tiệc gala ở trên vịnh Hạ Long, vẫn được các tàu ghép lại với nhau, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Đáng chú ý, trên vịnh Hạ Long đã từng xảy ra nhiều vụ cháy tàu, có cả trường hợp các tàu buộc lại vào nhau dẫn đến cháy lan. Đơn cử vào ngày 22 tháng 11 năm 2021, hai tàu du lịch trên vịnh Hạ Long gồm Ngọc Rồng 3 và Công Chúa 1 đang buộc vào nhau, neo đậu gần bờ đã bốc cháy ngùn ngụt. Đám cháy xuất phát từ một tàu, sau đó lan sang tàu khác. Gần đây nhất, vào ngày 21 tháng 6 năm 2022, ba tàu du lịch neo đậu sát nhau tại một xưởng sửa chữa cũng bốc cháy. Nguyên nhân là do chỉ vì cháy một tàu mà dẫn tới ba tàu thiệt hại. Chứng kiến tình trạng ghép du thuyền để tổ chức sự kiện trên bon, nhiều chủ tàu ai cũng lo lắng, nhất là khi không may xảy ra hỏa hoạn thì việc cứu hộ sẽ gặp nhiều khó khăn. Liên quan đến tình trạng ghép du thuyền vào nhau để tổ chức sự kiện trên bon, Sở Giao thông Vận tải Quảng Ninh, Ban Quản lý Vịnh Hạ Long đã yêu cầu các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra kiểm soát không để tái diễn vi phạm. Kính mời quý vị tìm đọc các thông tin mới nhất của báo Thanh Niên tại địa chỉ thanhniên.vn. Quý vị cũng đừng quên bấm like, đăng ký theo dõi và ấn vào nút chuông để không bỏ lỡ những tin tức trên kênh YouTube báo Thanh Niên. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.